Trường Trung học cơ sở Chu Văn An thân chào các em học sinh. Chúng ta đã học xong bài Metan. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra lại kiến thức cũ qua hai câu hỏi. Các em ghi lại hai câu hỏi này và chuẩn bị trong tập bài tập. Hôm nay chúng ta sẽ sang bài 37. Ethylene. Ký hiệu bàn tay cầm bút là những trang các em phải ghi vào tập bài học. Ethylene có công thức phân tử là C2H4. Phân tử khối bằng 28. Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu 4 đề mục. Trước hết, các em sẽ tìm hiểu tính chất vật lý của ethylene. Các em lập sách giáo khoa trang 117 ra. Đọc và học phần này trong sách giáo khoa trang 117. Ethylene có cấu tạo phân tử như thế nào? Đây là mô hình phân tử ethylene dạng rỗng và dạng đặc. Với mô hình phân tử như vậy, khi chiếu lên mặt phẳng, chúng ta có thể viết công thức cấu tạo của ethylene như sau. Trong phân tử ethylene, mỗi nguyên tử carbon liên kết với hai nguyên tử hydro. Hai hóa trị còn lại của carbon dùng để liên kết với hai nguyên tử carbon với nhau tạo thành liên kết đôi CC. Các em có thể viết gọn công thức cấu tạo của ethylene là CH2 liên kết đôi CH2 và ghi nhớ phân tử ethylene có một liên kết đôi CC. Tài liệu cũ có thể nói là một nối đôi CC. Đặc tính liên kết đôi như thế nào? Các em xem hình vẽ mô phỏng sau. Trong liên kết đôi có một liên kết kém bền. Liên kết này dễ bị đứt ra trong các phản ứng hóa học. Như vậy chúng ta đã biết công thức cấu tạo của ethylene và của methane. Ở nhà các em hãy so sánh cấu tạo phân tử của ethylene có gì khác với methane. Làm và ghi vào tập bài tập. Với cấu tạo như vậy thì ethylene sẽ có những tính chất hóa học gì? Tính chất thứ nhất, tác dụng với oxy hay còn gọi là phản ứng cháy. Phản ứng hóa học xảy ra như sau. Tính chất này là do thành phần của hợp chất quyết định. Do ethylene thuộc nitrocarbon, thành phần chỉ chứa carbon và hydro, nên sản phẩm cháy cũng giống với sản phẩm cháy của methane là tạo thành CO2, hơi nước và tỏa nhiều nhiệt. Các em nhớ cân bằng phản ứng và cũng lưu ý rằng hỗn hợp của các hydrocarbon khí với oxy hoặc với không khí là một hỗn hợp nổ. Bây giờ chúng ta sẽ xét tính chất do liên kết đôi quyết định. Ethylene có làm mất màu dung dịch rôm không? Các em quan sát thí nghiệm mô phỏng. Như vậy hiện tượng xảy ra là dung dịch chrome sẽ bị mất màu da cam. Trong thí nghiệm này, dung dịch chrome ban đầu có màu da cam. Sau khi tiếp xúc với khí ethylene hoặc dẫn khí ethylene vào dung dịch chrome thì màu da cam của dung dịch sẽ bị mất. Dấu hiệu này dùng để nhận biết khí ethylene. Và trong thực tế, người ta dùng dung dịch rôm màu da cam để nhận biết khí ethylene. Hiện tượng là dung dịch rôm bị mất màu da cam. Các
Các em phải ghi nhớ phần kiến thức này để làm bài tập nhận biết. Nhưng chú ý, dung dịch rôm độc nên khi sử dụng các em chỉ dùng một lượng ít và đậy ngay nút lọ dung dịch rôm lại. Các em ứng liên kết đôi bị đứt ra. Phân tử ethylene kết hợp với một phân tử rôm tạo sản phẩm dibrom ethan. Hóa học được biểu diễn đầy đủ như thế này. Các em quan sát lại quá trình hình thành sản phẩm. Chúng ta có thể viết gọn phản ứng hóa học trên. Những phản ứng như vậy gọi là phản ứng cộng. Và các em có thể viết gọn lại như thế này, hoặc viết dưới dạng công thức phân tử. Phản ứng dưới cùng của slide viết dưới dạng công thức phân tử được dùng trong các bài toán hóa học. Ngoài brom, trong những điều kiện thích hợp, ethylene còn phản ứng cộng với một số chất khác, ví dụ như clo hoặc chiro. Ngoài hai tính chất hóa học trên thì ethylene còn tham gia phản ứng nào nữa? Đó chính là phản ứng trùng hợp. Xét ba phân tử ethylene liên kết đôi kém bền sẽ bị đứt để thành liên kết đơn. Các liên kết này sẽ nối với nhau. Nếu có nhiều phân tử ethylene hơn thì chúng sẽ kết hợp với nhau tạo thành phân tử có kích thước và khối lượng rất lớn, gọi là polyethylene, viết tắt là PE. Các em có thể viết tắt phản ứng này như sau: PE hay polyethylene là chất rắn không tan trong nước, không độc. Với các tính chất như vậy thì ethylene có ứng dụng gì trong đời sống và sản xuất? Quan sát các hình mô phỏng ứng dụng của ethylene. Trong phần ứng dụng của ethylene có một ứng dụng, đó là dùng để làm nhựa polyethylene hoặc nhựa PVC polyvinyl chloride. Các em có biết rằng những loại hạt nhựa hoặc các túi nhựa, túi ni lông bao xốp nếu thải ra môi trường bên ngoài thì chúng rất khó bị phân hủy. Để phân hủy hết một bao xốp ni lông có thể mất từ 3 tới 500 năm. Nếu các em dùng bao ni lông xài một lần hoặc các ly nhựa, muỗng nhựa xài một lần và thải bừa bãi ra môi trường thì sẽ gây ô nhiễm môi trường rất lớn cho con cháu mai sau. Vì vậy, chúng ta có thể đổi các bao nhựa đó bằng những túi sử dụng nhiều lần, túi vải, vỏ mây, thay các ly nhựa dùng một lần bằng các bình chứa nước. Chúng ta hãy chung tay bảo vệ môi trường ngay từ bây giờ các em nhé. Phần ứng dụng này các em đọc sách giáo khoa trang 118. Ở nhà các em sẽ học bài làm bài tập 1-4 trang 119 sách giáo khoa. Đọc phần em có biết. Nếu trong quá trình làm bài có gì thắc mắc, các em có thể liên hệ với thầy qua mail lu.nguyenkim@gmail.com. Và nhớ trong thời gian này ở nhà là yêu nước đấy nhé. Xin chào các em và hẹn gặp lại các em ở những bài học sau. Chúc các em luôn học giỏi. Chúc gia đình các em luôn mạnh khỏe, bình an.